Bạn đã bao giờ nghe tới thi nữ chưa? Người ta nói rằng đó là một người phụ nữ trông giống như xác ướp, còn có khả năng suy nghĩ độc lập. Nó sẽ giết hại bất cứ sinh vật sống nào mà nó vô tình bắt gặp. Khi tôi còn nhỏ, lúc đó trong làng chúng tôi có một tên khốn tên là Trương Mã Tử, là một tên xấu xa, thường xuyên làm những chuyện mờ ám trong làng. Hôm đó có vị địa chủ trong làng không may bị bọn cướp giết hại, thế nên được người nhà chôn cất cùng rất nhiều đồ tùy táng có giá trị. Trong con mắt của Trương Mã Tử đây chính là một món hời lớn, vì ý định của hắn chính là trộm mộ người chết. Chỉ sau 2 ngày kể từ khi mộ của người địa chủ kia vừa được chôn cất, vào đúng nửa đêm, Trương Mã Tử đã cầm theo sẻng lên sau núi để đào trộm mộ. Nhưng hắn đâu biết, mộ hắn đang đào kia không phải là mộ của địa chủ. Cứ như vậy, sau một hồi đào bới, Trương Mã Tử lại bất ngờ rơi xuống một cái động khá sâu. Lúc này hắn hé mắt nhìn xung quanh động, vẻ mặt hắn ngạc nhiên, sau đó lại tự cười lên ha ha, bởi vì hắn đã nhìn thấy cái quan tài cách đó không xa. Hắn không ngờ rằng lão địa chủ kia lại giàu có đến vậy, dám xây dựng hẳn một cái động lớn chỉ để mai táng cho một cái quan tài. Thấy cơ hội đổi đời đã đến, hắn nóng lòng tiến lại gần cái quan tài trước mặt. Lúc đến nơi, Trương Mã Tử chậm rãi mở cái nắp quan ra, nhưng khi trông thấy thứ ở bên trong, hắn ta như chết lặng. Bởi vì bên trong quan tài lúc này là một cái xác ướp với khuôn mặt đáng sợ, chứ đâu phải là lão địa chủ kia đâu. Biết mình đã đào nhầm mộ, Trương Mã Tử vẻ mặt cay cú, hắn đành phải tìm lại đường để leo lên trên. Nhưng khi này hắn đâu có biết, cái xác ướp trong quan tài kia đang từ từ đứng dậy. Trong lúc Trương Mã Tử đang nghĩ cách thoát ra ngoài, xác ướp kia đã ở ngay phía sau hắn. Ngay sau đó là chàng dài những tiếng hét thất thanh, và khi âm thanh kia kết thúc, thi nữ cũng lao ra khỏi mộ. Ở trên mặt đất, con thi nữ cứ đi thẳng một đường, nó sẽ giết hại và ăn thịt tất cả các động vật sống mà nó vô tình bắt gặp. Cho đến một ngày, thi nữ tìm thấy được một ngôi nhà, cảm giác được trong đó có người, nó liền trực tiếp xông vào tấn công. Nhưng nó điếu thể ngờ được rằng, cửa nhà thằng này còn cứng hơn cả sắt thép ấy. Và ngay sau đó, một người đàn ông mặt hầm hầm bước ra. Cái lìn má, thằng Lâm thồn nào nghịch cửa nhà anh mày thế? Thấy chỉ có một người, con thi nữ định lao vào húp, thì...